Tôi tên là Thanh, huấn luyện viên dạy bơi. Quý vị thân mến, bơi lội là môn thể thao đang phổ biến hiện nay. Có rất nhiều kiểu bơi khác nhau, trong đó kiểu bơi ếch là kiểu cơ bản nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị kiểu bơi này, quý vị theo dõi và tập luyện nhé. Đầu tiên, bắt đầu từ bài tập hít thở. Tập trung lấy hơi bằng miệng, rồi thở ra bằng mũi khi ở dưới nước. Hãy lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần để cơ thể làm quen với việc hít thở khi bơi. Tiếp theo là động tác thả nổi. Hít một hơi thật sâu bằng miệng khi ở trên cạn. Hai tay đưa về phía trước, sau đó nín thở, ngụp mặt xuống nước, thả lỏng cơ thể ở tư thế sấp, mắt nhìn song song đáy hồ. Động tác thứ 3, kỹ thuật chân ếch. Để cơ thể sẵn sàng ở tư thế chuẩn bị, hai tay thẳng ra phía trước, giữ chặt phao, lấy hơi rồi ngập đầu vào trong nước. Đồng thời dùng chân đạp dứt khoát vào thành hồ bơi. Khi cơ thể đã ở tư thế nằm sấp trên mặt nước, bắt đầu thu gót chân vào mông, đồng thời tách hai đầu gối sang hai bên. Bẻ xoay ngang bàn chân, tách gót chân, đạp rộng chân sang hai bên rồi khép thẳng chân về tư thế thả nổi. Lặp đi lặp lại động tác chân để cơ thể di chuyển từ từ trên mặt nước. Cuối cùng là động tác tay ếch. Đứng yên ở tư thế sẵn sàng, mắt nhìn thẳng, hai tay chắp lại, đưa thẳng về phía trước, rồi đồng thời lấy hơi và tách hai tay ôm nước. Tiếp tục cúi mặt thở ra bằng mũi và đưa tay về phía trước. Lặp đi lặp lại nhiều lần, kết hợp nhịp nhàng động tác tay ếch, chân ếch và hít thở để hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch.
vừa rồi là những động tác cơ bản của kiểu bơi ếch. Mọi người hãy tập luyện chăm chỉ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.